Vâng, Tâm xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Tâm sẽ giới thiệu đến một cái mẫu xe siêu lướt của dòng xe Kia, Kia Soluto đời 2020, một chủ mua mới. Và cái xe này là nó mới còn tới khoảng 98% nha cô chú anh chị nha. Bởi vì sao mà Tâm nói là 98%? Xe này thì vừa mua xong về là anh chủ xe này ảnh đi bộ đội quân sự luôn, nên hầu như là cất không mà không có chạy, đúng 3.000 km. Nếu mà cô chú anh chị mà cứ đi xuống hãng test mà xe này mà nó chạy hơn 3.000 km á, thì Tâm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cô chú anh chị luôn. Xe này thì mới, Tâm dùng từ 98%, thì cô chú anh chị cũng có thể là biết được cái chất lượng nó như thế nào rồi ha. Thì nó tương đương với xe mới, xe mới là 100%, thì xe này 98%, bởi vì xe này đã lăn bánh và khởi động rồi không, còn cái xe mới nó chưa có lăn bánh. Và xe này thì nước sơn riêng của nó thì 100% là tuyệt đối. Ý là mình sử dụng một cái từ là xe lướt, lướt có nghĩa là chỉ mới lướt qua thôi không, chứ chưa có sử dụng gì là nhiều luôn. 3.000 km thì cô chú anh chị nghĩ hầu như là đang trong tình trạng rô đai năm 2020. Một chủ là mua từ trong hãng ra luôn, có giấy tờ, sổ sách đầy đủ, là mua lúc mua là 508 triệu. Đó, chưa tính tiền là gắn đồ gắn đạt, giấy hợp đồng là còn đầy đủ luôn ha. Mua và lăn bánh là 508 triệu, mua thêm một cái bảo hiểm thân vỏ hết 6 triệu nữa là 514 triệu. Đó, 514 triệu cho con Kia Soluto. Hiện nay là Tâm bán xe này cho cô chú anh chị và các bạn là 380 triệu, bao ký công chứng, ủy quyền mua bán hoặc là hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho cô chú anh chị, thì mình sẽ lợi được một cái mức tiền là 130 triệu. 130 triệu thì tính ra là nó được khoảng gần 30%, gần 30% giá trị. Nhưng mà mình lại được con xe nó y như xe mới luôn, nó tương tự, xe mới 100% thì xe này 98%. Bởi vì sao cô chú anh chị mà Tâm nói như vậy? Cái xe mà 3.000 km thì cô chú anh chị cũng biết rồi ha, nó có khác gì xe mới đâu. Nhưng mà mình mua xe mới đâu có được gắn phim cách nhiệt, rồi đâu có được gắn màn hình cam lùi, rồi đâu có được mua bảo hiểm thân vỏ. Bởi vậy nên Tâm mới nói cô chú anh chị là cái xe này nó như xe mới trong hãng vậy đó. Nhưng mà mình được rất là nhiều cái lợi thế là được nhiều cái lợi thế là ở chỗ này. Nhiều cái lợi thế là xe này nó rẻ được 130 triệu thì mắc gì mình phải đi mua xe mới, trong khi xe này nó như mới. Thì cô chú anh chị cứ thật là tính toán ha, cho nó hiệu quả. Và mình mua xe thì cái xe nào nên và cái xe nào không nên, thì đây là một cái xe. Để Tâm tắt luôn nhạc nha, tắt luôn nhạc cho cô chú anh chị nha. Nó xe mới sao thì xe này nó y vậy nha cô chú anh chị nha, nó y vậy không khác gì hết á. 3.000 km mà Tâm bao cho cô chú anh chị mình đi test hãng luôn nha, cứ test thoải mái, một mình cô chú anh chị vô hãng test, cứ sai Tâm ơi nói sai rồi đó là cứ gửi xe lại cho Tâm, mọi chi phí vận chuyển gì tất cả tổn hao gì Tâm chịu hết. Bởi vì con xe này nó mới kinh khủng khiếp, mới quá 3.000 km nè, đợi nè, không có đi nè. Mua về xong cái đi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, là đi nghĩa vụ quân sự luôn, là không có chạy xe nữa. Mình mua về mình rẻ được trăm mấy nha cô chú anh chị nha. Còn nếu như mà ai mà không muốn mua xe này thì vô mua xe mới luôn. Thì hiện nay xe mới mà nói chung là nó hoàn thiện như xe này á thì nó là 510 mấy triệu, 510 triệu đến 510 mấy triệu. Đó, nó dao động nó khoảng vài triệu đồng không. Nhưng mà cái này mua bảo hiểm thân vỏ, mua bảo hiểm thân vỏ là hết 5.6 triệu rồi. Đó, là 10% á, 10% cho tài sản là 1% chứ, 1% cho tài sản là mua bảo hiểm là 5.6 triệu đó. 5.6 triệu một năm. Bảo hiểm thân vỏ đang sử dụng tốt, bảo hiểm bắt buộc thì dĩ nhiên phải có rồi. Còn xe này mua bảo hiểm thân vỏ là 5.6 triệu. Nói chung xe mà chạy 3.000 km thì cô chú anh chị nghĩ hai cái cửa sau này, có cái cửa bên kia hầu như là chưa có nghe tiếng mở luôn. Nói chung là mới lắm, mới như trong hãng, 98%. Đây cô chú chị nhìn nha, nhìn đi. Cái ghế này nè, $380 triệu cho con Kia Soluto 2020, số tự động, đời 2020 số tự động. 3.000 km nha, 3.000 km. Nó chẳng khác gì xe mới đâu nha cô chú anh chị nha. Đã được lăn bánh trên đường nên nó bị
người bán á, họ đã lỗ rồi, mình mua về mình không sợ lỗ nữa ha, họ đã lỗ rồi, chẳng khác gì xe mới đâu cô chú anh chị ạ. 3.000 km cho con xe hơi, mua mới là 510 triệu, lăn bánh là 513 triệu luôn cả bảo hiểm thân vỏ, mà hiện nay là Tâm bán là 380, thì cô chú anh chị cứ xem xét ha, hợp lý thì alo cho Tâm nha, quá đẹp và quá mới. 4 tháng đĩa nha, đây là bản full 4 tháng đĩa nha, còn thường thường là Kia là nó có 2 tháng đĩa, xe này 4 tháng đĩa nha cô chú anh chị nha, 4 tháng đĩa ABS và túi khí an toàn nè đó. kích hợp qua lăng nè, chìa khóa bảo hiểm rồi hợp đồng rồi nói chung là bảo hành bảo gì là còn nguyên vẹn hết, xe này là mua vẫn bảo hành nha. Và nếu mà cô chú anh chị quý khách mà ở cách Bình Dương khoảng chu vi khoảng 100 km là mua trả góp được luôn nha, tại vì ngân hàng bên đây á là người ta có điều kiện là quý khách hàng là ở cách khu vực ngân hàng là 100 km để họ dễ trao đổi và dễ làm hồ sơ sản xuất năm 2020 này cô chú anh chị nha, đó không sản xuất năm 2020 này, mình nhìn cái qua lăng nè, ơ đô nè, không 3239 mấy cái chỉ nè, nó chưa có bị phai màu luôn, thì nói chung là 98% đi cho cô chú anh chị dễ hiểu đi ha, dễ biết đi ha. Cam lùi rất là rõ, bảo hiểm thân vỏ trần nỉ ha, trần nỉ nguyên zin, và xe này không khác gì xe mới hết. Mình mua xe mới thì cũng vậy thôi, thay vì mình chạy 10 bữa nửa tháng thì nó cũng vậy thôi, còn mua xe này thì chạy 10 bữa nửa tháng cũng vậy thôi, nhưng mà mình lại lợi được 130 triệu, thì đây là một cái sự lựa chọn cân nhắc cho cô chú anh chị. Đối với người nhiều tiền thì 130 triệu nó không có lớn, nhưng mà đối với bà con nhà mình thì 130 triệu nó rất là lớn, có khi làm cả năm trời chưa có được số tiền đó ha, một năm hai năm chưa có được số tiền đó, thì bởi vậy nên cô chú anh chị cứ cân nhắc đi, có gì điện thoại cho Tâm nha. Nghe thầy ơi, nghe thầy ơi. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Vấn đề ra giấy tờ là cho nó làm dịch vụ luôn anh Tâm. Gửi cho anh em người ta làm luôn thầy ơi, khỏi đi đi thầy, để anh làm luôn cho. Dạ. Dạ, con nghe nè. Anh dâu bản rồi anh gia dâu luôn là thầy được bản số rồi chuyển quyền tên được có hết đúng không? Dạ để con làm hết cho, thầy khỏi lo đi, thầy cứ đưa cho em nó cầm về đi. Cái con đang làm cái clip, cái chút con điện lại cho, con tự biết phải làm như thế nào mà. Rồi ok rồi, tin tưởng anh. Okay. Dạ 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 dạ. Dạ. Đưa đủ cho anh luôn nha. Dạ dạ dạ. 38 luôn ha. 38 luôn ha. Dạ vậy thầy cứ đưa số tiền đó đi, rồi có gì con tự tính rồi con báo lại cho. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Đó thì cô chú anh chị nhìn ha. Hồi nãy Tâm mới bán được cái xe cho nhà chùa. Mới bán được cái xe cho nhà chùa 300 mấy đó, nhưng mà thôi, bán cái xe cho ngon đi ha. Để mấy sư thầy đi á, đâu có biết sửa chữa gì đâu, bán cái Ford Everest đời 2009 nhưng mà nó rin lắm. Để Tâm nói tiếp tới vấn đề, Tâm xin lỗi cô chú anh chị bà con nha. Thì nguyên do là một mình Tâm quản lý hết công ty, rồi quản lý mua rồi bán rồi giao dịch khách hàng nên nó hơi bận một xíu, nên nó hay bị gián đoạn trong cái lúc mà quay clip á, mong cô chú anh chị thông cảm nha.
Thì bây giờ có trách Tâm thì cũng không biết như thế nào, nhưng mà có một mình Tâm quản hết rồi. Bây giờ Tâm làm tiếp tục cái video này nha. Kia Soluto là số tự động mà mới lắm, mới ơi là mới luôn. Thì Tâm chỉ dùng một từ thôi là bao chết hãng nha cô chú anh chị nha. Bao chết hãng các kiểu luôn ha, muốn chết cái gì đó là chết. Chết thoải mái đi. Nhưng mà Tâm bán là chỉ có 380 triệu đó. Cho con đời 2020. Cốp sau này là tự bật luôn nha cô chú anh chị nha. Mình chỉ cần kéo cần thôi là cốp tự bung lên. Đó, nó thêm được cái tính năng đó nữa. Và cái xe này chỉ quay sơ lược thôi và chỉ nói sơ lược thôi về giá cả và giá cả và cái kiểu dáng thôi, chứ còn không có thể mà nói gì nữa hết. Tại vì bên Tâm nói là 100% nước sơn rin rồi, thì cô chú anh chị khỏi cần phải coi ha. Đây, cô chú anh chị cứ đi kiểm tra hãng. Nếu cái xe này không đúng á, là Tâm hoàn toàn chịu hết trách nhiệm cho cô chú anh chị nhà mình luôn. Đây là cái bộ đồ nghề nè, bộ đồ vết nè ha. Và cái vỏ này chưa có được tháo ra nha. Thì cái xe này đã Tâm nói là nó mới tới 98% rồi, thì cô chú anh chị không cần phải đi coi nữa. Tâm sẽ giao xe tận nhà. Nếu như mà Tâm tả sai thì Tâm là người chịu trách nhiệm cho cô chú anh chị nhà mình. Còn Tâm tả đúng thì cứ vậy là giao dịch thôi ha. Để Tâm mở cái máy lên nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 7 năm 2022. Một chủ mua mới, mua bằng tiền liền chứ không có mua trả góp. Thì nó mới 98% hiện nay, và chất lượng sản phẩm thì khỏi phải bàn và không cần phải đi coi xe luôn. Cô chú anh chị cứ hình dung xe ở trong hãng sao thì xe này nó tương đương như vậy. Đó, không có nói quá lời đâu, bởi vì xe này đã được lăn bánh và chạy rồi nó mới có mức giá như vậy. Chứ mà nó chưa chạy thì mình lại bỏ thêm một số tiền 100 mấy nữa mới sở hữu được nó. Thì nhờ cái sự mà lăn bánh trên đường và có người đã qua một cái tay sử dụng rồi thì mình mới được sở hữu nó và giảm được 30%. Nhưng mà chất lượng thì còn 98%. Đây là một sự lựa chọn đó, cân nhắc, và cái sự lựa chọn hết sức là thấu đáo và có lợi cho người mua. Đây là một cái sự lựa chọn có lợi rất nhiều cho người mua, bởi vì sản phẩm là còn 98% mà giá trị thì rẻ được 30% đó, giá trị rẻ được gần 30%. Thì cô chú anh chị cứ cân nhắc nha. Nếu cái xe này nó 5 tỷ thì bây giờ mình mua lại chỉ có 3 tỷ 8 thôi đó, 5 tỷ mốt giờ mình mua lại 3 tỷ 8 thôi, thì cô chú anh chị nghĩ coi cái mức lợi nhuận nó cỡ nào. Bởi vì cái sản phẩm này nó rẻ, nó chỉ có 510 triệu thôi, mà bây giờ mình mua lại 380 triệu thì mình lợi nhuận được 130. Thì đây là một cái sự lựa chọn nên cân nhắc, để cho cô chú anh chị mình hiểu được cái ý của Tâm muốn gợi lên cho cô chú anh chị thấy được cái sự lợi và cái sự không lợi ha. Đây là một cái lợi rõ ràng và trước mắt luôn. Cô chú anh chị có thể là vô hãng hoặc là search lên Google tìm hiểu coi xe này phải là 450 triệu chưa lăn bánh không. Thì khi mà xe mới người ta phải chịu mức phí là 10% thuế trước bạ, trong khi mình mua xe cũ lại thì chỉ còn có 2% và nó giảm đi. Xe này bây giờ nếu mà mua, nếu mà ký ủy quyền là không có tốn ngàn nào hết. Còn nếu mà muốn ký mua bán sang tên thì cũng khoảng tầm lanh quanh khoảng 10 triệu, 10 triệu đến 11 triệu là cùng. Mình cũng đỡ đỡ được đúng không cô chú anh chị? Nếu như mình sang tên thì nó cũng đỡ được mấy chục phần trăm là tiền thuế. Không? Mấy chục triệu tiền thuế. Bởi vì nếu xe này thì đóng thuế lúc mua mới là nó khoảng 45 triệu tiền thuế. Còn bây giờ mình mua lại mình đóng có 10 triệu tiền thuế à. Thì nó nhiều cái lợi là lợi như vậy đó. Cô chú anh chị cứ nhìn nhận và xem xét. Nếu mà hợp lý, hợp tình thì hãy alo cho Tâm để sở hữu ngay con Kia Soluto đời 2020 mới, so với xe hãng là 98%, xe hãng 100%, xe này còn 98%. Nói chung là không có một cái tì và một cái vết nào để nói hết. Cô chú anh chị cứ nhìn thật kỹ. Nếu mà ok, thích thì hãy gọi điện cho Tâm. Còn không thích, nếu có ai mua thì giới thiệu cho bên Salon Ô tô Di Tâm em. Em sẽ gửi phí hoa hồng cho cô chú anh chị rõ ràng ha. Đó, không có cái gì mà che đậy ở đây hết. Đó, tiền thiệt, sản phẩm thiệt và chất lượng thiệt, con người thiệt. Thì mình cứ đến với nhau và hợp tác làm ăn kinh doanh thôi. Chứ không có cái sự mà dối trá lọc lừa hay là sai trái gì ở đây hết. Nên không có lo, không có ngại. Cô chú anh chị cứ trực tiếp gọi điện cho Tâm theo số điện thoại thường dùng của bên salon em là 0917 215 512. Đó là số chính của em. Zalo, Facebook, YouTube, mọi thứ em đều xài số đó hết. Thì cô chú anh chị cứ vào cái trang của em, gọi điện cho em hoặc là nhắn tin. Nói chung á, là mong cô chú anh chị thông cảm, nhắn tin trên YouTube á, thì tới tối em mới có thời gian để em coi, em trả lời cô chú anh chị thông cảm. Em không có chảnh, em không có lên giọng hay là thế này thế nọ. Nhưng mà vì một mình em quản lý nó nhiều việc quá đó.
khi mà số lượng khách hàng nó nhiều đó. Rồi là một, hai nữa là mình phải quản lý hồ sơ nè, rồi tài chính nè, rồi mua nè, rồi bán nè, rồi trả lời nè, rồi xử lý những cái xe nó bị trục trặc này kia cái nọ, nó nhiều việc quá ở trong đầu nên không có thời gian để coi cái tin nhắn của cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị thông cảm và hãy gọi điện trực tiếp cho Tâm, mọi thắc mắc gì đó thì Tâm sẽ giải quyết hết cho cô chú anh chị. Nếu chậm trễ thì mong cô chú anh chị thông cảm, nhưng mà Tâm sẽ cố gắng sớm nhất để làm hài lòng cô chú anh chị khi mà mua sản phẩm bên salon ô tô Duy Tâm em nhé. Em sẽ cho cô chú anh chị coi cái gầm nè. Đã Tâm nói rồi, cái xe này xe mới sao là xe này nó 98% á. Cái bô nó kìa. Đó cái bô của nó. Đó, nhìn cái bô cũng biết rồi ha. Và cô chú anh chị cũng thấy nha. Tâm xin cam kết với cô chú anh chị là đúng đồng hồ là 3.200 km, 3.100, 3132 á, có nghĩa là 3.100 km. Đúng chuẩn, nếu phát hiện ra xe này chạy hơn cái số hiện tại Tâm cam kết thì Tâm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cô chú anh chị mình luôn. Tâm xin kết thúc video đây và chốt con xe Kia Soluto số tự động 2020 như xe mới, 98% so với giá trị xe mới và rẻ được 30% so với giá trị tài chính. Thì đây là một sự lựa chọn hết sức là thông minh. Mong cô chú anh chị hãy tìm hiểu thật kỹ và gọi điện cho Tâm nha. Tâm xin kết thúc video, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.